la 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 la. Dành cho cậu đấy, nhưng trước tiên cậu phải giải được câu đố này đã. Trông xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ lim dim, ban đêm đình bắt chuột là con gì? Là con cú mèo. Đúng rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah. Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lâu ơi, ở đây cơ mà. Wow, quả ngon quá. Bên đây nè Lâu. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Tớ đói bụng quá, để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi ôi, không được. Đầu thằng ăn, chết này. Nếu không có rùa trắng đường là ta thắng cậu rồi đó. Ok, cuộc thi này không tính nhé. Nóng quá, thời tiết oi bức quá. Bọn mình giờ được ở biển thì thích tiết mấy vậy? Còn chần chừ gì nữa, chúng mình xuất phát thôi. Cậu có biết con này là cá gì không vậy? Tớ chưa nhìn thấy nó bao giờ cả. Chúng ta đuổi theo nó nào. Hoa thần kỳ, mau giúp chúng tớ nào. Bún, cậu nhìn kìa. Bám sát vào phía sau nó.
Có nhiều món ăn lạ quá. Ừ, phải công nhận có nhiều món thật. Mà món nào cũng tẩm vùng đen mới lạ chứ. Ừ, tớ cũng đang đói bụng đây. Ý cậu chung với ý tớ đấy. Hay... Wow. Lu ơi, chúng mình vào thôi. Ừ.
chà chà, nhà hàng trông đẹp thật đấy. Sao mày đẹp quá. Xin chào hai bạn, rất vui mừng chào đón hai bạn ghé lại cửa hàng chúng tôi. Xin mời hai bạn ngồi vào bàn. Xin mời hai bạn chọn món ăn. À, món gì cũng được chị ạ. Miễn là phải nhiều. Và phải nhanh chị nhé. Và phải thật nhiều vừng đen nữa. Tất nhiên rồi. Xin các bạn chờ một lát nhé. Sao cậu lại ăn một mình thế? Ngon quá. Cậu chịu khó chờ món tiếp theo đi. Ngon thật đấy. Đây nữa. Để tớ xem nào. Sao lại danh của tớ? À! Có cách rồi. Ôi, cậu soi gương đi. Thế soi gương đi. Chết rồi. Mặt cậu. Cậu làm sao thế kìa? Chết rồi. Mặt cậu ý. Cậu soi gương mà xem. Cậu làm sao đấy? Nhìn đây này. Chết tớ rồi. Tớ bị làm sao thế này? Bun ơi, cứu tớ với. Thôi thôi, cậu tránh xa tớ ra. Tớ sợ bị lây bệnh của cậu lắm. Bệnh này của cậu là do ăn nhiều vừng đen nên nó phát ra ngoài đấy. Thôi thôi. Món nem là vừng đen này. Cho em ạ. Chào cậu. Cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu. Mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đây? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này.
Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào? Được bữa ra trò đây. Oh,
Bắt lấy chúng nó. Mỗi cái xích đu mà cứ nhạng dị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa éc đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, em sẽ treo cho. Tốt rồi đấy. Được rồi, chúng ta cùng chơi thôi. Ơi 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 ơi
Vừa nói đến chẳng thêm cơ mà. Chàng lưu xấu tính rồi. À, chúng ta giả vờ như không biết, phải cho luôn một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Không lẽ chúng nó sửa lại rồi à? Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Thank you.
Dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của Trung. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này. Tập này. Tập này. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho mình.